5 lưu ý mà mọi người nên cân nhắc trước khi quyết định leo đỉnh núi Thiêng Yên Tử mà TikTok chưa ai nói cho các bạn biết đâu. Mình là Hoa Hậu Vỉa Hè. Mình là Hoa Hậu Vỉa Hè và các bạn đang ở đỉnh núi Yên Tử, Việt Nam. Hello Việt Nam. Số 1, leo núi Yên Tử thì mình chọn cách đi 2 chặng khứ hồi cáp treo, tức là 4 lần đi cáp nha, là 320.000 một người. Đoàn của chúng mình sẽ là đoàn đầu tiên đi cáp treo trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó, vía có nặng hay không là ở đây đó ha mọi người ha. Mà nhớ là phải luôn giữ vé bên mình sau mỗi lần đi cáp treo xong nhá. Có một cái lưu ý mà khi mình bước vào cửa chùa ấy thì mọi người sẽ lưu ý là đi vào cửa bên phải và đi ra thì sẽ bằng cửa bên trái và không đi vào cửa giữa. Và một cái nữa đó là mọi người có thấy cửa ở đây thì rất là thấp đúng không? Để mọi người khi mà đi qua ấy, thì bình thường chúng ta sẽ phải cẩn thận và sẽ cúi đầu xuống như một sự kính trọng thể hiện đến ngôi chùa ở bên trong này. Mọi người ơi, trời bây giờ thì đang ngày càng sương mù hơn, mưa rơi cũng nặng hạt hơn. Nhưng mà đi lên trên đỉnh Yên Tử thì đang chỉ còn vài bước chân nữa thôi nên là cố lên nào, đi thôi. Đấy, thấy chưa, miệng mình chỉ nói còn có vài bước chân thôi để làm nội dung lên đài VTC ấy. Chương trình mà mình sẽ làm host chiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 trên VTC1 nha. Nhưng mà thực ra thì một số bạn đã quyết định bỏ cuộc ở dưới kia rồi. Bọn mình sẽ đi tiếp lên trên này. Kiểu như là sương mù nhiều thôi, mưa thì nặng hạt một xíu xíu thôi, nhưng mà cũng không ướt lắm. Lên đây là an toàn rồi. Số 2, mình thấy đa số mọi người thì đều mặc đồ thể thao, đồ ấm và thoải mái để leo núi cho dễ. Vì là dù có cáp treo rồi thì mọi người vẫn phải đi qua rất nhiều bậc thang luôn. Và leo địa hình cũng khá là hiểm trở đấy. Tuy nhiên vì là nơi linh thiêng nên là mặc pháp phục thì mình nghĩ là sẽ đẹp hơn rất nhiều luôn. Bộ đồ mình mặc là một ví dụ do mẹ mình thiết kế luôn đấy. Nè, chụp ảnh trước chùa đồng nhìn sẽ hợp hơn đồ thể thao rất nhiều đúng không? Nhìn như một cư sĩ nhỉ? Số 3, thời tiết ở đây rất trong lành luôn. Nhìn da rẻ của mình này, chỉ cần một lớp chống nắng, chấm tí má hồng là nó sẽ như vậy rồi. Nên là vì có thể sẽ mưa và sương rất là nặng hạt luôn, nên là sẽ trôi hết lớp phần đấy. Tốt nhất là đừng có make up gì cả, lên hình là vẫn đủ xinh ngòi. Số 4 là ngủ nghỉ như thế nào. Mình chọn Legacy Yên Tử cho tiện, nhưng mà giá thì cũng sẽ cao đấy, tầm 5 củ cho phòng đôi. Sẽ đẹp như thế này này, gồm buffet sáng và nhớ dậy sớm ăn ngon trước một chiếc view sân vườn như thế này nhá. Ui mà nhớ lại vẫn thèm bánh ngọt ở đây quãi luôn. Cá nướng muối thảo mộc ngon lắm luôn. Mọi người có nghe nhận ra giọng chị Ba và chị Trang Sugar đang khen mê mẩn cái món này không? Gạt muối ra. Mà thơm quá. Ngon ha. Thơm mùi thảo mộc á. Số 5, nơi mình ở là trung tâm văn hóa Trúc Lâm, vốn đầu tư hết 2.500 tỏi cơ. Thế nên là hãy dành thật nhiều thời gian thêm để chụp hình check-in tha hồ ở đây đi nhá. Và nếu như không leo núi thì mọi người có thể chọn ở lại khách sạn để mà trải nghiệm mặc đồ cổ phục này, vẽ tranh đồng hồ và học thiền nữa. Mà thực ra thì đoàn TikTok Creators từ nhiều quốc gia trong dự án Hello Việt Nam lần này gần 100 người cơ. Mà mọi người thấy đấy, chỉ có bằng này người lựa chọn leo núi thôi. Nhưng mà không quá nguy hiểm đâu, quan trọng là rất đáng nha, thế nha.